võ đài bất công, Tô Lâm thì dùng gươm để chiến đấu, phần còn lại thì phải dùng tay không. Bộ Công an được ví như thanh gươm của chế độ. Đây chính là nơi truy lùng, bắt bớ những người dám nói lên những sự thật mà chính quyền che giấu. Tuy nhiên, giờ đây Bộ Công an đang bị Tô Lâm biến thành thanh gươm của riêng ông để mới chiến đấu với các đồng chí của ông trong đảng. Nhờ có Bộ Công an trong tay, Tô Lâm có công cụ để mà điều tra, thu thập dữ liệu, cất vào kho lưu trữ để dùng khi cần. Kho dữ liệu đen khổng lồ này là một vũ khí vô cùng lợi hại mà chỉ một mình Tô Lâm nắm giữ, còn các đối thủ chính trị của ông thì không có. Cuộc chiến tranh giành ghế tổng bí thư, Tô Lâm đã đánh gục hai đồ đệ của ông Nguyễn Phú Trọng là Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Lúc đó, một người được xem là thái tử được chọn kế nhiệm ngai vàng, người còn lại thì được xem là phương án dự phòng nếu thái tử gặp rủi ro. Vậy mà Tô Lâm dễ dàng hạ gục cả hai và ngang nhiên bước lên ngai vàng mà chẳng ai dám lên tiếng phản đối cả. Trong chế độ này chẳng có ai trong sạch hết. Ông Võ Văn Thưởng thì ăn của tập đoàn Phúc Sơn tới 64 tỷ, được đánh giá là con số rất nhỏ so với miếng ăn ngàn tỷ của Tô Lâm trong vụ AVG. Ngay cả ông Vương Đình Huệ cũng chưa chắc đã ăn nhiều hơn Tô Lâm, nhưng cả ông Huệ và ông Thưởng đều không có thanh gươm trong tay để mà đánh trả, nên đành chấp nhận thua tức tưởi trong cuộc chơi. Hiện nay cả Bộ Chính trị đều không ưa Tô Lâm, về số lượng họ đông hơn nhưng lại chẳng có cách nào để chế tài Tô Lâm cả. Nguyên nhân cũng chỉ vì họ không có thanh kiếm điều tra để mà tấn công lại Tô Lâm, lên đành bất lực. Giờ đây một thế lực mới nổi lên muốn cân bằng với thế lực Hưng Yên của Tô Lâm, chính là phe quân đội. Quân đội cũng là một thanh gươm của chế độ, quân đội cũng có bộ máy điều tra riêng, có cả tổng cục tình báo, cho nên cũng chỉ có phe quân đội mới cầm được thanh kiếm để đấu với bàn tay cầm kiếm của Tô Lâm. Giả sử phe quân đội lấy được sự cân bằng quyền lực với phe Tô Lâm trong thời gian sắp tới, thì sân chơi cuối cùng cũng chỉ là đất diễn của những kẻ trên tay có kiếm. Còn những thế lực khác vẫn chỉ tham gia với vai trò phụ trợ mà thôi. Trước khi Tô Lâm dẫn phe Hưng Yên đánh vào phe Nghệ An, Hưng Yên thì chỉ có 6 ủy viên Trung ương Đảng, 1 ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi đó, phe Nghệ An thì có đến 11 ủy viên Trung ương Đảng và 3 ủy viên Bộ Chính trị. Về số lượng, phe Nghệ An vượt trội hơn hẳn. Thế nhưng phe Hưng Yên lại giành thắng lợi, giành luôn được ngai vàng mà Nguyễn Phú Trọng để lại. Nguyên nhân là phe Hưng Yên có số lượng ít hơn, nhưng trên tay thì lại có kiếm. Còn phe Nghệ An tuy đông hơn, nhưng lại chỉ dùng tay không để mà chống đỡ, nên bất lợi. Lúc này chỉ có phe quân đội đã đủ khả năng để nói chuyện phải quấy với Tô Lâm. Còn phe Nghệ An và Hà Tĩnh, dù đông thì vẫn khó mà chống lại được phe Hưng Yên. Cuộc chơi càng về sau, càng phân chia thành hai phe rõ rệt, là phe Công an cũng là phe Hưng Yên và phe quân đội. Để có được những vây cánh như ý muốn, Tô Lâm đã đạp lên đảng luật để đưa cả Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, rồi đưa tiếp vào Bộ Chính trị. Cũng đạp lên trên đảng luật, Tô Lâm bổ nhiệm người chưa là ủy viên Trung ương Đảng tròn một nhiệm kỳ vào Ban Bí thư là Nguyễn Duy Ngọc và Trịnh Văn Quyết. Vì sao Tô Lâm dám không xem đảng luật ra gì như vậy? Bởi trên tay Tô Lâm có thanh gươm sắc bén. Giả sử phe Nghệ An dám đạp lên đảng luật thì Tô Lâm có thể để yên cho họ hay không là câu hỏi được đặt ra. Vậy nên có thể thấy võ đài chính trị của Đảng Cộng sản cũng đầy bất công, nơi mà kẻ này được dùng gươm, kẻ khác thì không. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin võ đài bất công, Tô Lâm dùng gươm chiến đấu, phần còn lại thì dùng tay không. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Võ Sĩ Tô quá hằng, phá rào kéo đàn em lên sàn nấu, hỗ trợ đại ca. Vào năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 214 để đưa công tác bổ nhiệm nhân sự vào khuôn khổ. Đáng nói, quy định này ràng buộc rằng ứng viên cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư phải là ủy viên Trung ương Đảng
trong một nhiệm kỳ, chọn nhiệm kỳ trở lên. Nếu vào Bộ Chính trị thì cần kinh qua các hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, ví dụ như Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, trưởng các ban, bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương như Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban trực thuộc Chính phủ, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vân vân. Thế nhưng trường hợp ông Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị lại không đúng theo quy định này. Ông Quang mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, chưa chọn một nhiệm kỳ. Ngoài tướng Quang thì ông Nguyễn Duy Ngọc cũng là trường hợp xé rào. Vị trí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được quy định trong số 274 cũng phải là làm chọn một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng trở lên. Tương tự, Thượng tướng Quân đội Trịnh Văn Quyết cũng chưa đủ điều kiện khi được bổ nhiệm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã phớt lờ quy định và ngang nhiên bổ nhiệm đàn em vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng. Nếu vẫn muốn đưa đàn em vào thăng tiến mà không vi phạm quy định thì ông Tô Lâm phải ký một quy định mới để thay thế quy định số 214 rồi sau đó mới bổ nhiệm. Ở vị trí Tổng Bí thư, ông Tô Lâm hoàn toàn có thể làm điều này. Tuy nhiên, ông phớt lờ ngang nhiên dẫm đạp lên đảng luật do người tiền nhiệm thiết lập để bổ nhiệm đàn em một cách tùy tiện. Thật ra, nếu làm đúng quy trình thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi võ đài thì đang rất cần người. Nếu chậm chân thì có thể sẽ bị kẻ khác nhảy vào xí phần. Vị trí của ông Lương Tam Quang rất quan trọng. Ông Tô Lâm phải vừa đánh vừa đàm, đưa ông Quang vào ghế bộ trưởng như chuyện đã rồi, sau đó buộc Bộ Chính trị phải chấp nhận. Thời điểm ông Tô Lâm cần đẩy ông Lương Tam Quang lên ghế bộ trưởng là lúc mà võ đài đấu nhau cực kỳ khốc liệt, tình thế vô cùng cấp bách. Nếu đợi để làm đúng theo quy định thì chắc chắn sức mạnh của Tô Lâm sẽ bị hóa giải, bởi khi đó ông đang ngồi ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Nếu Bộ Công an bị vụt khỏi tầm tay, ông sẽ trở thành con cá trên lò nướng của các phe phái khác trong đảng. Với Nguyễn Duy Ngọc, sau khi ông Tô Lâm thành công ngồi vào ghế Tổng Bí thư, nhưng cả dàn Ban Bí thư bên dưới toàn là đầu đàn em của ông Trọng cả. Nếu Tô Lâm không nhanh chân kéo đàn em thân cận vào vòng quyền lực thì sẽ rất bất lợi. Vị trí Chính Văn phòng Trung ương Đảng chính là tay hòm chìa khóa cho Tổng Bí thư, nên Tô Lâm không ngần ngại phá rào để kéo đàn em vào hỗ trợ cho mình. Có thể nói cho đến nay, Bộ Chính trị vẫn bất lực trước Tô Lâm, không rõ hậu quả về sau sẽ ra sao. Đảng luật được lập ra để tạo rào cản, hạn chế những thế lực có ý đồ thâu tóm quyền lực. Vậy mà cả Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất thì lại bất lực trước một cá nhân. Hiện nay Hưng Yên đã có hai ủy viên Bộ Chính trị ngang bằng với Nghệ An và Hà Tĩnh. Nếu Bộ Chính trị không có kế sách gì để ngăn chặn thì ngay trong nhiệm kỳ này Hưng Yên sẽ có thêm một ủy viên nữa, đó là ông Nguyễn Duy Ngọc. Khi đó không biết các phe phái khác sẽ làm sao để mà chống đỡ đây. Điều nguy hiểm nhất ở Tô Lâm chính là khả năng phá luật. Một khi phá luật thành công chỉ sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu. Khi đó chỉ cần ông Tổng Bí thư họ Tô thích thì ông có thể triệu tập cuộc họp trung ương bất thường, bổ sung người này, bỏ người kia, lúc đó sẽ ra sao đây? Có lẽ khi đấy Đảng Cộng sản sẽ thành Đảng Hưng Yên. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Võ Sĩ Tô quá hằng, phá rào kéo đàn em lên sàn đấu hỗ trợ đại ca. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.